Quý vị và các bạn thân mến, 2 ngày nữa thôi thì lễ hội văn hóa ẩm thực 1.000 món ăn xưa và nay sẽ diễn ra tại khu du lịch sinh thái Ông Đề, huyện Phong Điền. Với rất nhiều món ăn xưa và nay cùng các đặc sản vùng miền trong cả nước, trong đó có những món ăn truyền thống nhưng được biến tấu trở nên đặc trưng và lạ mắt, rất là hấp dẫn, đang hứa hẹn là sẽ hấp dẫn từ sự kiện này. Làng du lịch sinh thái Ông Đề đã kêu gọi và đã thu hút được là khoảng 120 gian hàng, trong đó có các nghệ nhân là đầu bếp là đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh đến để tham gia cái chương trình này, để du khách đã tìm hiểu lại những cái món ăn xưa và nay, rồi chế biến từ cái rau củ quả, rồi những cái từ hạt gạo hạt nếp của mình ngày xưa đến nay, để cho cái giới học sinh, sinh viên và những cái người ở thành phố người ta sẽ hiểu rõ được cái những cái thực phẩm của mình đã chế biến được nhiều món ăn đa dạng để nó phù hợp với cái nguồn nguyên liệu mình, như là cái rau củ quả thì bây giờ thì nó chế biến ra được cái thực phẩm như bằng nguyên bánh tráng hay là bún hay là hủ tiếu, nó là rất là hay. Trong bối cảnh hiện nay, lễ hội văn hóa ẩm thực 1.000 món ăn ngon xưa và nay cũng nhằm hưởng ứng chủ trương từng bước phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới của thành phố Cần Thơ sau đại dịch COVID-19. Hiện tại các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng để phục vụ thực khách. Ngoài việc được hỗ trợ sân bãi, hệ thống đèn, điện, nước, thì mỗi gian hàng ẩm thực, ăn uống còn được ban tổ chức hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền mặt. Trên các cái trang mạng mình thì tìm hiểu ra thì bây giờ thì các nhà, các báo chí, báo đài cũng ủng hộ, giúp đỡ bên chỗ làng như Thái Ông Đề. Thì rất là cái quảng bá này là rất là cao. Thấy thì các trang mạng đều là đã điện thoại đến để đăng ký và hỏi về cái ngày hội này rất là nhiều. Và hy vọng là cái ngày lễ hội này là sẽ thu hút được từ 30.000 tới 50.000 lượt khách để đến Phong Điền và đến cái làng du lịch sinh thái Ông Đề. Cô nghĩ là rất là nhiều. Nếu mà ở cái Mỹ Khánh này mà nếu mà tổ chức bánh dân gian ở cái vùng này là rất là nhiều loại bánh. Hồi xưa tới giờ là mình biết những cái gì mà mình thường ngày với mình ấy đó, chứ cô chưa biết tới 1.000 món. Thành ra nghe nói cũng thích lắm. Nếu mà có dịp thì thuận tiện thì mấy cô sẽ tới tham dự nữa. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các cuộc thi nấu ăn, trang trí gian hàng xưa và nay cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Dịp này, ban tổ chức cũng mong muốn góp phần giúp các nghệ nhân có thêm động lực trong việc bảo tồn nghề truyền thống.